Xin chào mọi người, hôm nay em giới thiệu với mọi người video số 440 của em nha. Thì hôm nay em sẽ lên lô cần 2 khúc, 3 khúc, lua cần tay nhé. Số lượng là 17 cây cần và có một số cái túi cần nữa nha mọi người. Thì em sẽ ship hàng toàn quốc cho khách nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Và phí ship của mỗi đơn đối với cần này là 40.000 một đơn nha. Khách lấy từ 2 cây thì em bao ship nha mọi người. Em đi vào giới thiệu đầu tiên nè. Đầu tiên có là túi nha, túi câu 3 cái. Cái túi số 1 này, túi này là túi da màu xanh như thế này nha. Cái túi này nó cũng còn rất là mới đẹp nha mọi người. Đây, túi số 1. Chiều dài của túi này. Số 1 này có chiều dài là 1m2. Dài 1m2 nha. Phần đế của nó là đế như thế này nhá. Đấy, chất của nó là chất da thật này. Cái sách của tụi nó đây, cái này nó bị bẩn nhá mọi người. Đấy, cái này thì nó bị oxy hóa, tí nó về vệ sinh lại nhá. Túi nó rất là chắc chắn nha. Khóa kéo ok. Túi kéo của túi đây. Bên trong của nó này, bên trong của nó như thế này. 1 ngàn thôi nhé mọi người, 1 ngàn thôi. Chất liệu của nó là chất liệu da, rất là đẹp. Dài 1m2. Đấy, màu xanh này, xanh đen nhé. Khá là mới nha mọi người. Mã số 1 này giá là 350. Mã số 1 nhé, giá 350.000. Rồi tiếp tục túi số 2. Số 2 cũng là một cái túi. Túi số 2 này là túi của quét nha, túi quét. Cái này thì nó có một ngăn lớn và một ngăn phụ. Cái này thì nó chất của nó là bằng vải dày này. Trong này có cái lớp chống sóc rất là dày dặn luôn, màu đen nhá. Cái này thì cũng còn đẹp. Túi số 2 này là chiều dài của nó. Hết 20 mét 3 nhé mọi người, túi này thì mét 3. Phần đế của túi này, đế của túi đây, đế nhựa luôn nhá. Đây là cái ngăn phụ này, màu đen còn mới. Giặt cái này về, những cái túi này thì chưa vệ sinh nhá, nhưng mà kiểm tra, em đã kiểm tra chất lượng hết rồi, mọi người về vệ sinh lại thôi. Đấy, bên trong này đây là túi phụ còn mới nha. Cái túi này có quai đeo, quai sách đầy đủ hết. Quai sách của nó, quai đeo của nó đây. Túi kéo của túi này, bên trong túi nha. Bên trong của nó rất là mới nha. Có dây buộc ở bên trong túi đầy đủ nha mọi người. Đó. Cái này túi số 2 này cũng 350. 350 luôn. Dài là 1m30. Cái phần này nó có cái phần bầu ra đây nè. Phần bầu ở đây nó cũng khá là rộng luôn. Phần bầu này nó tới 25cm, 25-27cm. Giá 350 luôn nhá. Túi số 2 màu đen. Cái túi số 3, túi số 3 này túi to nhá. Số 3 này rất to lắm nè. Cái này em mới bị bom về nè. Hôm trước lên video rất là nhiều khách chốt, nhưng mà chốt sau này em lại ship đi rồi nè. Hôm nay mới nhận hàng bom về, em lên lại. Túi này to nhá, khách nào đựng nhiều cần thì lấy. Nó là chất liệu da, rất là to luôn á. Nè, quai của nó gồm hai quai sắt đây. Rất là rộng nhá mọi người, để em chỉnh lại cái túi cho nó mọi người dễ nhìn được. Tại vì nó mới vừa khui ra nó còn em cuốn lại đó, em đóng hàng là em cuốn lại. Để em chỉnh lại cái form túi cho mọi người dễ nhìn. Bao nhiêu khách chốt, tại vì rất là nhiều khách cần túi lớn á, bao nhiêu là khách chốt lận mà không có, tại vì ship đi rồi. Đây, phần đế nhá. Cái này nó có màu xám nha, xám này giống như là xám, màu xám lông chuột. Đấy, cái này thì có một cái quai đeo ở đây, và quai sách của nó thì nó gồm hai quai.
hai quai như thế này nhé. Để đo chiều dài túi. Mét 15 nha mọi người. Những cái vế như thế này nè, ở trên túi này là vết vàng vàng này là vết băng keo nhé. Băng keo thì bên em chưa có vệ sinh, chưa có giặt giũ gì hết á. Mọi người về vệ sinh lại giúp cho em. Ba tiêu của nó thì có hai cái tiêu kéo như thế này. Đây là một cái hàng chính, là hàng chính thì rất là rộng nhé mọi người. Đấy, bên trong của túi đây. Bên trong của túi này. Ở đây nó có, ở đây nó có bọc, nó có một cái lớp da ở đây nữa nè. Đấy. Cái túi này á là có một cái vị trí chỗ này. Không quên nói nhỉ, đâu nhỉ? À đây. Có vết này nhé mọi người. Cái này là nó có bị lủng một xíu ở đây thì em đã đưa cho thợ giày á, người ta may rồi nè. Người ta đã gia cố cái vị trí này nè. Đấy, nó lủng ấy, đưa cho thợ giày người ta làm lại rồi. Đạp đồng thời em nhờ người ta đạp luôn những cái đường, mọi người nhìn có thêm những cái đường đạp ở đây là cái vị trí mà quai sách á. Vị trí quai sách là em nhờ đạp lại luôn, đạp lại đây. Em nhờ đạp luôn những cái vị trí này nè. Cái vết này là vết bẩn nha. Bẩn. Da của nó là da thật đó mọi người. Bao nhiêu năm rồi mà nó không có hề vỡ nứt gì hết luôn. Ở bên trong đây nó rất là rộng nhé. Để đựng được rất là nhiều cần. Tôi kéo là ok hết nha mọi người. Ở phía trên đây nó có một, nó có thêm một cái ngăn nhỏ nhỏ ở phía trên đây nữa nè. Đây, ngăn nhỏ đây nè. Đây, một cái ngăn nhỏ phía bên này nữa nha mọi người. Vừa một ngăn lớn và một ngăn nhỏ như thế này thôi. Thì cái túi số 3 này 300.000 nha. Giá là 300. Đấy, vì nó có cái vị trí lủng ở đây này thì em đã gia cố rồi. Mọi người về cứ xài bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Đấy, em bán với giá là 300.000. Túi số 3 nhá, túi da nó rất là to nha mọi người. Rất là lớn đấy. Rồi, túi số 3. Rồi, em có 3 cái túi đó thôi. Rồi bây giờ em đi vào giới thiệu cần nhé. Mọi người lấy cái túi nào thì nhắn tin lại cho em nha. Rồi em đi vào giới thiệu cần. Cần hôm nay thì em sẽ lên cần lua nhé. Cần lua, cần tay, cần sấp. Và có một cây ISO của Gamakatsu nữa. Rồi, đầu tiên nè. Mã cần đầu tiên. Mã số 1. Số 1 là một cây cần 3 khúc phíp đỏ nha mọi người. 3 khúc phíp đỏ. Em chỉnh cái cam lại cho mọi người dễ xem ha. Đây, cây này. Cây này dài là 2m7 của NFT. 3 khúc phíp đỏ nha mọi người. Và độ cứng cây này nó tầm khoảng là cứng 80 á. Cứng 80, hôi của nó này. Cái dòng phô phíp đỏ này rất là bền nha mọi người. Cái khách nào xài phíp đỏ rồi thì mình biết ha. Phần chui của nó là chui gỗ. Cái này thì cái phần cán cần là cũng nhựa đây. Khoan bát tất cả là furi. Cái này ngoại hình nó có trầy nha mọi người. Ở đây nó tróc cái sơn này, nó lộ cái phần phôi phíp đỏ của nó bên trong. Cái này có trầy như thế này, trầy xước tróc sơn nhá. NFT 2m7. Cái này nguyên bản của nó có hai ngọn lận, nhưng mà cái này em về là nó về một ngọn thôi. 50-80 và 80-120. Cái ngọn của em thì tầm khoảng 50-80 á mọi người nhá. 2m7, đây là phần gốc. Ngọn và lóng giữa đây. Tất cả nó là furi xứ xám. Khoen furi xứ xám có tróc sơn này. Ngọn của nó là ngọn tháp đặc, ngọn sợi thủy tinh nhé. Ngọn tháp và sợi thủy tinh đặc. Tất cả là furi hết. Ngọn đem đo là, ngọn ở đây là 3 ly nhé mọi người. Ngọn 2 ly 9, 3 ly á. Phần ngọn đây. Nó cũng khá là cứng nha mọi người. Cứng lắm nha. Cái ngọn này cứng cũng tầm 80-120 chứ không phải 50-80 đâu. Đấy, nó cứ rất là cứng nè. Em ấn mạnh xuống lại. Mã số 1. 3 khúc phíp đỏ quen bát furi.
hàng NFT nội địa Nhật. À, cái này thì có cái vị trí keo này nè mọi người, nó bị ở đây nó cái lớp keo ở đây nó bị mục bong ra, thì em quấn lại nè, quấn lại cái đường chỉ keo phía dưới xíu này rồi nhá. Nguyên của nó là nguyên bản của nó sẽ như thế này. Cái này em cuốn lại gắn keo rồi nhá, rất là chắc chắn. Mã số 1. Ba khúc đây. Nặng là 456 g nha, giá 500 nghìn. Số 1 giá 500. Tiếp theo cây số 2. Số 2 em có một cây cần số 2 là một cái cắn vượt. Cắn vượt nha. Đây, cắn vượt này rất là mới, màu đen. Phần chui của nó là chui nhôm. Chui vặn nhôm nhá. Cán của nó đây, cái này có dây đeo đầy đủ hết, nó không có mặt thôi. Dài là 4m nha, 4m là tính cả mặt nhé mọi người, nó tầm thực tế tầm khoảng là 3m6, 3m7 gì đấy, tầm khoảng 3m6 nha mọi người. Cán của carbon, cán cần là carbon nhé. Ren này ren 12 ly, thường thường cái cán là ren 12 ly hết, còn mới lắm nha mọi người. Đóng bên trong đây. Cái này thì nó sẽ gồm 4 lóng tất cả. Mã số 2, cán vượt. Cán vượt nha, 4m bao gồm cả mặt, nhưng mà cái này nó có cán thôi. Rất là mới luôn nha. Nặng là 477g, thu gọn là 83cm, giá 500.000, mã số 2 nha. Thu gọn 83cm, giá 500. Cây số 3. Số 3 là một cây cần tay lóng da. Cây này là của Alpha King. 36. 36 nha, lóng dài 36 như thế này, màu xanh nhé. Cái này nhưng mà xanh rêu. Nay cây này nó có một cái lỗi, có một cái lỗi nha. Dài là 3m6, cứng khoảng 2,5 hấp. Phần chui của nó này. Chất liệu cần này là carbon. Carbon vâng, màu xanh đây. Của Alpha King Hàn Quốc xuất Nhật nha. Tem nhãn đầy đủ. Đấy. Cái này vị trí này là mọi người, ở đây nó có nó vừa dạng như là nó vận chuyển về, nó cứng khoen của một cây cần khác nên là nó có một cái vết o nhẹ ở phần góc ở đây. Thì em đã bên em đã cuốn chỉ cuốn keo ở vị trí lóng góc này này, ở nằm ở phía dưới này này. Lóng dài của nó như thế này, nó cứng một cái khoen nó o nhẹ ở đây một xíu thôi, em cuốn rồi. Mọi người về sử dụng bình thường nha, cái này em cũng để giá cho thanh lý luôn. Cái này khoảng 2,5 hấp thôi. Ngọn 0.8 ly nha mọi người. Ngọn 0.8 ly. Đây phần ngọn của nó đây. Lóng thứ hai. Lóng 2. Lóng 3 của cần nè. Cái này phôi bên trong còn rất là đẹp nha mọi người. Phôi bên trong nó còn khá là đẹp luôn. Đầu này nó dính keo nè, có tróc sơn một xíu đầu lắm rồi nha. Cái này có phần ống ở đây nó nhỏ lắm, ống ở đây nó chỉ là 11.3 ly thôi nhá mọi người. Lỗ ở đây xíu nha, lỗ ở đây xíu em đã bao chỉ rồi, bao chỉ bông hồ bo keo AB luôn rồi. Alpha King Hàn Quốc xuất Nhật nhá, dài 3m6, cứng 2,5 hấp, tổng thể cần đây. Nặng cái này là 96g, thu gọn là thu gọn của nó là 104cm nha, 104cm, giá cây này là 300.000. Mã số 3 nhé, giá là 300. Tiếp tục mã số 4. Số 4 là một cây này là một cây cần ISO hạ tay 4,5m. 4,5m nhé, cây này cũng còn rất là mới nha. Cây này thông số của cần này, nguyên bản của ISO của nó là ngọn số 3 và 4,5m nhé. Bên em hạ tay rồi, cây này dài 4,5m, đồ cứng. Cây này tầm khoảng 3,5m tới 4h, cần ra rất là thẳng. Của Sabiki Bromarine nha mọi người. Sabiki của hãng Bromarine. Phần chui của nó đây, cái này cái nút vặn ra được nha. Phần cán thì nó phủ nhám. 3-4,5m nha. Ở góc của nó thì nó có xích dăm ở vị trí này. Em bao chỉ chống nổ đầu lóng rồi nha. Đây, bao chỉ chống nổ rồi. Cái này thì cái ISO hạ tay thì em chưa có gắn, chưa có gắn chỉ đầu. Cái này ngọn là 1.6 ly nhé. Độ cứng cây này khoảng 3,5-4h. Toàn thân của nó là màu bạc như thế này luôn. Còn rất là mới nha.
nó sơ xước phần gốc thôi. Lõng hai này, khô này là khô gặp bông sống vòng nhé. Lõng thứ hai của cần, lõng ba đây, xước sát dầm dầm, gồm có 5 lóng nhé. Cần gồm có tất cả là 5 lóng và có xước dăm lóng gốc nha mọi người. Dài có tóc sườn này nè, Sabiki dài 4,5 m. Cần ISO hạ tay nhé, độ cứng khoảng 3,5-4 h. Tổng thể ngoại hình cần này là mã số 4, nặng là 180 g, thu gọn là 1 m, giá là 500, giá 500 nhé. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5, thì số 5 em sẽ giới thiệu một cây cần ISO hạ tay luôn. Số 5 đây cũng là ISO hạ tay. Cái này là hàng, đây là một cây cần của Daiwa Wicker nhé mọi người. Daiwa Wicker carbon phẳng hai da toàn thân. Cái này phôi còn mới đẹp nhưng mà về khoen nó, về nó bị vỡ khoen á, vỡ khoen nên em hạ tay luôn. Phần chui đây, chui của nó là chui nhôm vặn nhé, dòng cần của Daiwa. Đây phôi của nó là phôi xoắn như thế này nhé. ISO của nó là 0.654, ngọn 0.654, dòng carbon wicker. Góc ở đây em đo được nó là 21 ly. Hàng này nội địa Nhật nha, phôi carbon xoắn vòng nè, carbon xoắn ít nha, xoắn ít hai da toàn thân, đầu lóng cũng bo chống nổ luôn rồi nhé. Phần ngọn này, ngọn của nó thì nó cũng, em cũng chưa có một chỉ đầu luôn. Cái này thì em sẽ gắn khi em gửi hàng, là mọi người thích thì mọi người về mình tự gắn cái loại mình. Ngọn là 0.7 ly nhé. Đây, phần ngọn của nó đây. Ngọn này là ngọn nguyên bản của nó luôn nhé mọi người, em chỉ xả khoen thôi. Chỉ xả khoen thôi nhé. Ngọn này là ngọn long phụng nè. Phía trên đây là nát tháp sợi thủy tinh này, ở dưới này là gặp con sóng này. Lóng 2, từ lóng thứ hai là nó chạy cặp bông xoắn ít rồi. Đấy, lóng thứ hai là cặp bông xoắn hai da nhé. Khôi cần rất là ok luôn. Đó, lóng bên trong đây. Khôi xoắn ít, xoắn hai da toàn thân nhé mọi người. Trầy xước ít nhé. Độ cứng cây này nó rơi vào tầm khoảng là 2,5 h. Cần dài là 5,4 m. Đây qua carbon wicker, carbon xoắn ít hai da nhé. Tổng thể cần đây, mã số 5, nặng là 160 g, thu gọn là 1 m nhé. Độ cứng 2,5 m, chiều dài 5,4 m và giá là 1 triệu. Giá 1 triệu nha mọi người, mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Số 6 là em lên một cây súp nha. Cây này rất là đẹp nhé, còn mới nè, còn nguyên túi và nguyên hộp luôn. Cái ở trong cái hộp, hộp này, hộp của nó là hộp nhựa thôi. Hộp nhựa ở trong như thế này và có cái túi vải ở trong này. Dòng này là của Spotlight Supercat nha mọi người. Spotlight SK Supercat, thông số của nó là 27 và 4,25 m. Cái này nó có định vị khoen này. Đấy, nguyên hộp như thế này, thông tin ở trên đây rất là đầy đủ. 4,25 m nhưng mà thực của nó là chỉ có 4,23 m, 118 cm nha, chiều dài thu gọn này. Có tất cả là 4 lóng, nặng 342 g, ngọn 2 ly 2, góc 24.6. Đấy, dòng này là China xuất Nhật. China xuất Nhật nha, khoen của nó là tất cả Fury, dòng Fury đời mới hết nha. Dòng Spotlight GK. Trong này nó, trong cái hộp này nó có cái túi vải phía dưới nha. Cần thì rất là đẹp luôn. Đây, tổng thể của cần này, màu của nó là màu bạc nhé mọi người. Phần chui này, chui đây. Dòng này hàng China xuất Nhật nhé, nó có tem đầy đủ hết mọi người nha. 27, 425, 4,25 m. Supercat 27425 Spotlight SK nhé mọi người. Cái này thì có thông số vỏ hộp, em vừa đọc xong nên em không có đo lại nữa nha mọi người. Pad Fury Stainless nha, dòng Pad LS7.
chụp. Fan của nó này, fan Fury, tất cả là fan Fury loại xứ xám nha, 6 fan cả đầu buông, rất là mới luôn nhé. Ngọn cần đây, từ gốc tới ngọn nó đều có cái màu bạc trắng như thế này, có khoen định vị này, định vị khoen này, phôi carbon xoắn vòng, dòng này dòng về mới nhé mọi người, phôi carbon xoắn vòng đây, phôi rất là đẹp luôn. Spotlight, phần lóng nó rất là gọn nhé, 27 Supercat 27 4m25. Tổng thể ngoại hình cần, cái này mã số của nó là mã số 6 nha mọi người, giá là 1,5 triệu nha mọi người, mã số 6 này giá 1,5 triệu. Rồi tiếp tục mã cần số 7, số 7 một cây cây Ikada nhé, số 7 Ikada nó rất là đẹp này, cây này của Shimano, Ikada hàng của Shimano, còn túi đây, cái này dài 1m8, Ikada dòng Shimano vàng nha mọi người, đây, cây này em bán rất là nhiều rồi, phần chui của nó là dạng chui vặn này, chui nhôm nhé. Đấy, chui nhôm vặn như thế này. Bát là Fury FS5. Bát của nó là bát Fury FS5 đây. Dài là 1m8. Dòng này hàng nội địa Nhật nhé. Bên đây giờ có cái trầy xước một xíu này. Dài 1m80, dòng Shimano xoắn ít như thế này. Khoen của nó này mọi người, cái này cả là ở phần gốc của nó thì nó có hai khoen Fury nhé, hai khoen Fury. Ngọn cần ở trong đây. Đây ngọn của nó đây. Shimano. Khoen ở trên đây là khoen khoen dẫn như thế này nhé. Còn khoen phía dưới là khoen phía dưới này là khoen dẫn luôn. Để mọi người để ý cái khoen nó chạy này, nó chạy cái khoen này. Đấy. Không phải cái này nó về là nguyên bản nó để như vậy đó nha mọi người. Cái khoen này với khoen này nó đi theo cái hình hơi vòng cung một xíu nha. Đấy, nó đi đó, đi theo kiểu nó hơi lệch nhau một xíu đấy, người ta thiết kế cần như vậy nhá, để một số khách là không để ý thì là nhận hàng báo với em là khoen không đều, cái này là do hãng người ta làm nhá mọi người, hãng gì người ta làm nha mọi người, để ý cái chi tiết này nhá, người ta xếp khoen như vậy, người ta tính toán người ta xếp khoen như vậy đó. Phần ngọn của nó này, cần Ikada của Shimano. Nó rất là mới đẹp. Ngoại hình của nó, dòng xi vàng khá là mới luôn. Thì cái này mã số của cần Ikada này là mã số 7 nhé, nặng là 78g, thu gọn là 96cm nha mọi người, thu gọn 96cm. Đây tổng thể cần như thế này, ngọn này nằm trong thân nhé, ngọn cắm, giá cây này là 1,4 triệu, giá 1,4 triệu, Ikada của Shimano. Rồi tiếp theo, cây cần số 9. Số 9 là một cây lua 2 khúc máy đứng. Cái này thì có chiều dài là 1m80, phôi carbon xoắn cũng rất là đẹp. Dòng này của Hàn Quốc xuất Nhật. Tay cầm của nó là dạng mút xốp.
Đây, tôi cầm cái mút xốp, bát là Fury nhá, bát vặn dòng này là Fury Real Sheet này, Fury Real Sheet nhá, phần cát ở đây là phần tay cầm ở đây nó bẩn, nó bám bẩn một xíu. Đấy, thông số của nó. Cái này là hàng của Heat Advance nhé mọi người. Heat Advance là của hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Spinning. Dài là 1m80 này. Dài 1m8 này. Phôi của nó là phôi xoắn vòng. Khoen là khoen Fury loại xứ xám đen. Khoen Fury loại xám đen nhé. Ngọn cần đây. Xoắn vòng khá là đẹp luôn. Cả nó là Fury hết. Cái này gồm 5 khoen cả đầu bu. Bu cần đây. Phôi xoắn từ gốc tới ngọn, xoắn vòng nổi rất là đẹp nha mọi người. Cái này phần ngọn cần em đo là 2.1 ly. 2.1 ly thì cái này độ cứng của nó tầm ML. Độ cứng tầm ML, dài là 1m8. Khoen bát đều là Fury. Tổng thể cần đây. Mã số 8 này nặng là 120g. Giá là 500.000. Giá 500 mã số 8 nhé. Mã số 9 là một cây máy ngang. Số 9 cây này máy ngang của Daiwa. Daiwa nhé. Hai khúc 1m8. Cán bần, cán gỗ bần này. Bát của nó là bát của Daiwa luôn nha mọi người. Bát hãng của Daiwa luôn. Dòng này của Thái Lan, hàng của Thái Lan, màu xanh. Đây thông tin của nó này. Độ cứng cây này là cứng ML nhé, để em canh nét nó bị mờ cái phần này mọi người hơi bị khó thấy xíu. Đây, ML lua là 3 phần 16 tới 5 phần 8 OZ và line của nó là 6 tới 14 LB, là tầm khoảng 6 tới 7 cái cá nha. Hàng Thái Lan xuất Nhật này. Daiwa G4Z, độ cứng ML. Daiwa đây. Khoen nó cũng là khoen Fury, Fury xứ xám, tem nhãn đầy đủ. Phôi của nó là phôi xoắn như thế này. Cây này thì gồm 2, 4, 6, 7 khoen. 7 khoen cả đầu bu nhé. Tất cả là khoen Fury hết. Cây này thì ngọn là 1.7 ly. Cứng ML, cần máy ngang 2 khúc của Daiwa. Tổng thể cần đây. Tổng thể cần đây nhé. Ngoại hình của cần còn khá là sáng. Tổng thể cần mã này là số 9, nặng là 120g. Số 9 này giá là 700.000 luôn nhé. Giá là 700, mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Số 10 là một cây cần máy ngang 2 khúc nha. Cây máy ngang 2 khúc. Cây này dài 2m1 và độ cứng MH. Phần chui của nó này. Cây này là hàng của Brod nha. Brod này, có logo phía dưới chui đây. Cái này thì nội hình nó cũng có hơi chảy xước. Phần mút xốp ở đây nó bị cấn một xíu. Pad của nó là pad Fury. Pad Fury nhé. Vì chữ Fury nó dập phía ở phía trên trong đây nè. Fury trong đây nhé. Đây. Và thông số của nó này. Cái này là độ cứng MH. Thông số của cần ở đây. Lua là từ 10 tới 42 gram và line là từ 10 tới 25 LB nhé, và 2m1 nha mọi người. Cái này hàng của Brod Buchiki, có chạy xước cái phần ở đây xíu này. Thông tin của nó ở đây nhé mọi người. Bên ngoài thì thấy được nhưng mà ở trên video á là nó bị mờ rồi, mọi người nhìn không có rõ được ở đây. Dòng này là hàng China xuất Nhật nhé. Hàng China xuất Nhật nha. Buchiki BC của hãng Brod. Có thông tin ở trên đây. Mờ xíu, chóc sơn, sơn xước chóc sơn ở đây nhé. Ở phía trên này thì màu đen còn ok, nó chỉ bị sơ xước cái phần đây thôi. Hơi xấu cái phần đây. Khoen là Fury nhé mọi người. Khoen của nó là khoen Fury loại đen như thế này. Là phần ngọn cần. Đó, độ cứng MH nó khá là cứng luôn nhé. Cần máy ngang và 2m1. Bu đây.
ngọn 2.1 ly, 2.1 ly nhé, gồm 2, 4, 6, 8, 9 khoen cả đầu bu. Tổng thể ngoại hình hai khúc như thế này. Đấy nha. Cái này là mã số 10, nặng là 148g nhé, giá 700.000. Mã số 10 giá 700. Tiếp tục số 11. 11 là một cây hát chi hai khúc. Cái này của Ryobi. Cái chiều dài của nó là dài 2m1 nha mọi người. Chiều dài là 2m1. Phần chưa của nó này. Phôi cây này là phôi carbon xoắn vòng Ryobi này, hàng Hàn Quốc xuất Nhật. Bát là bát bát Fury nhé, khoen bát của Cần là Fury hết. Hai khúc Super Carbon Test, tem nhãn rất là đầy đủ nha. Ngoại hình carbon xoắn vòng. Đấy, có xuất sắc này, xuất dâm dâm. Khoen cây này nó là khoen Fury lõi xứ xám nha mọi người. Fury lõi xứ xám, cái đường chân keo ở đây nó hơi bị rạn cái keo nhé mọi người, rạn keo thôi. Rạn cái đường chân keo. Đấy. Còn khoen thì rất là ok nhé, khoen xám. Fury lõi xám nó không có bị nứt khoen gì hết nha mọi người. Ăn ngọn đây. Tất cả là Fury xứ xám, chất carbon xoắn vòng. Rất là nhiều khoen. 2 nè, 4, 6, 8, 10, 11, 11 khoen cả đầu bu. Cái này thì ngọn là 1 ly 4 nhé. 1 ly 4, cây này độ cứng tầm khoảng là cứng 15 nhé. Độ cứng tầm cứng 15, dài là 2m1 nha. Tổng thể 2 khúc. Thì cây này mã số 11, 130g, giá 600. Mã 11 này giá 600.000 nha, tổng thể cần đây. Rồi tiếp tục mã 12. 12 là một cây của Alpha Tucker. Mã 12. Cái này dài 1m8, màu đỏ. Màu đỏ mận. Hai khúc 1m8, cái này cái ngọn của nó khá là nhạy. Cứng khoảng 10 tới 20 này, ngọn của nó này. Cái này thì 1m8 thôi. Phần chưa của nó đây. Màu đỏ như thế này nhé. Khoen bát lều Fury luôn. 1m8 của Alpha Tucker của Hàn Quốc xuất Nhật nhé. Màu đỏ phối như thế này này. Đấy. Phôi của nó là phôi xoắn vòng cũng khá là đẹp nha. Cái này thì nó có trầy xước này, có tróc sơn và nó có bám keo bẩn á mọi người. Khoen Fury lõi xám. Đây là phần gốc của nó. Có tróc sơn đây xíu nha. Phần ngọn của cần đây. Cái này là người ta cuốn tạo ma sát nha. Đây chứ không phải là nó bị đây này. Người ta này cần nguyên bản của nó làm ấy. Chứ không phải là giờ cái này là cuốn lại đâu nhá. Có nhiều khách mày cuốn, nó gãy cuốn. Cuốn sao được như thế này mọi người. Khoen đây. Khoen Fury, phô carbon xoắn. Ở phía trên đây là người ta sơn nè. Đấy, người ta sơn cái màu trắng nha mọi người. Người ta sơn thêm cái màu phản quang ở phía đầu ngọn ấy. Nên là cái nước sơn ở đó nó không có được đẹp. Ngọn 1 ly. Móc tróc sơn lên đây. Phần ngọn của nó này. Rồi tổng thể cần đây. Mã này là số 12. Nặng là 140g của Alpha Tucker. Dài là 1m8 nha. 12 này giá 550. Mã 12 giá 550. Tiếp tục mã số 13. Số 13 là em có một cây cần lua. Cây này dài 2 khúc. Nhưng mà nó dài 3m. Cần lua nhé. Cây này thì tất cả là khoen Fury xích hết. Cần máy đứng khoen Fury xích nha. Dài 3m. Phần chui của nó đây. Cái này có phần chui như thế này. Hãng của nó là Reavac. Reavac. Pháp là Fury. Ted Nelson. Ted Nelson gì đây này. Bát Fury nhé. C-Bát 1002 là dài 10 feet nha mọi người. 2 khúc độ cứng L. Mà cái này thì nó ghi là L như vậy.
thông số ở trên đây nó để nè, lua là 7 tới 21 gram và lai là từ 6 tới 20 lb nha mọi người. Dòng này của China xuất Nhật, hãng của nó đây, tem nhãn nha, đầy đủ phôi của nó là dạng phôi carbon như thế này. Khoen đây, khoen Furisit hết nha, khoen Furisit, khoen đẹp. Cái này là vết băng keo này, khoen nó khá là đẹp. Rồi phần ngọn cần đây, tất cả nó là khoen Furisit hết. Và cây này thì nó bao gồm là 2, 4, 6, 7, 8 khoen, 8 khoen cả đầu bu, cả là khoen Furisit nha. Đấy, khoen bu Furisit luôn. Cái này cứng L, ngọn 1.7 ly, ngọn 1.7 ly, chiều dài của cần là, chiều dài của nó là dài 3m2 phút nha, cứng L, cứng L gần ML nha mọi người. Tổng thể cần đây, đấy, tổng thể 2 khúc khoen xích. Cái này mã số 13, nặng là 204g, dài 3m, giá là 1.200.000, giá 1.2 nha mọi người. Rồi tiếp tục mã số 14. 14 là em có một cây 2 khúc hàng của Daiwa. Cây này có màu xanh này, sạch. Cái này đây qua hàng của Việt Nam xuất Nhật. Cái này có cái kiểu dáng, cái phần tay cầm nó rất là nhỏ nha mọi người. Phần tay cầm nó khá là nhỏ, dòng đây qua đời mới. Phần chui đây, cắn hở. Hàng này của Việt Nam xuất Nhật có đầy đủ tem. Cái này cũng về nhiều lần rồi, để em bán nhiều cây rồi đây. Việt Nam xuất Nhật nhá. 30 và 2m7. Bát là Daiwa. Tay cầm mút xốp nha, cái này rất là nhỏ gọn, cái phần mút xốp ở đây cũng rất là nhỏ. Dòng Si Power 32m7 nha mọi người. Khoen Fury hết, tất cả là khoen Fury. Có tay trước, à không, cái này là vết bẩn, bám bụi với mọi trầy. Tất cả là khoen Fury nhé. Góc cần, ngọn cần đây, màu xanh hết từ đầu tới cuối luôn nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen cả đầu bu. Cái này cứng 30 thôi, dẻo nha mọi người. Cây này dẻo, cứng 30 và 2m7. Đấy, phần ngọn của nó này. Tổng thể của cần 2 khúc đây, Daiwa Việt Nam xuất Nhật, dòng Daiwa Sea Power nha. Khá là đẹp, mới. Tổng thể cần, cây này mã số 14, nặng 190g, giá 900. Mã số 14 này giá 900. Tiếp theo mã số 15. 15 là một cây cần, 15 của em một cây Daiwa Kenyaki 2 khúc carbon. Cây này nó có chiều dài là 2m1 nhé. Chiều dài 2m1 cần của Kenyaki. Dòng cán gỗ, chui của nó đây, Daiwa Kenyaki, phần cán của nó là cán gỗ nha mọi người. Logo của cần này, bát là bát của Daiwa, bát Fury, bát vặn. Tay cầm ở đây đây, dài 2m1, độ cứng 30. Kenyaki nó hơi bị mờ, cái đây nó hơi bị trầy, nên cái phần tem của nó một xíu, phôi là phôi sắn như thế này, tem nhãn này. Khoen là khoen dạ quang, khoen Fury dạ quang nhé. Ngọn nó đây, ngọn cần đây, phôi sắn, khoen dạ quang hết, khá là mới luôn á. Nó bị trầy cái phần tem xíu thôi,
ngọn 2.1 ly, cứng 30 và 2m1. Hai khúc nha, tổng thể cần. Daiwa Keyaki, tổng thể đây. Mã số 15, nặng 336g, giá 1 triệu. Giá 1 triệu nha, mã 15, giá 1 triệu. Cây số 16. Cây 16 em có một cây cần ISO. Cây này là dòng Gamakatsu, dài là 6m4 nha mọi người. Ở trên đây này, cây này là một cái dòng Gamakatsu đời cũ. Phôi nó cực kỳ dài. Dài là 6m6, ngọn số 2 nè. Ngọn số 2 6m6, mà cây này em đo thực tế nó 6m4 thôi. Về ngoại hình thì cần nó có trầy nhá, có sơ xước, có sức dâm. Dòng sliver của Gamakatsu. Chui là chui nhôm, tay cầm quấn nhựa nhá. Góc ở đây em đo được cần có độ lớn là 27.6. Van bát tất cả là Fury. Dài thực tế là 6m40 nha mọi người. Cần này rút ra thẳng nha, khá là cứng. Khá là cứng. Nó ngọn số 2 mà nó bị hạ khoảng 20 cm rồi. Nó khá là cứng luôn nhá. Khoen Fury nhá. Cái này có một cái khoen ở đây nó bị nứt này, nứt một cái khoen đầu một xíu nha mọi người. Nó một nứt một vòng chân. Nó có hai chừng hai vòng kim loại lận, tất là Fury hết. 2 4 6 8 10 11 khoen cả đầu bu. Khoen Fury nhá. Ngọn ly rưỡi. Ngọn của nó là 1.5 ly. Đây lóng ngọn của cần đây. Lóng 2 nè. Cái này nó bẩn. Đây, cái này bẩn nhé mọi người. Bẩn, lau ra được. Đấy. Góc có sơ xước nha. Cây này có trầy xước. Trầy xước dụng nó bong cái keo phụ bóng lên nè. Đấy, sơ xước nha. Cây này thì sơ xước khá là nhiều. Như lắm này là sơ xước nhiều nè. Cái phôi thì nó không ảnh hưởng vào phôi nha, nó chỉ ở bên ngoài thôi. Đấy. Sơ xước nha mọi người. 6m4 ISO của Gamakatsu. Đóng kề góc của nó này. Đấy, mọi người xem kỹ hãy chốt hàng giúp em nhé. Nó có trầy á, trầy thì ở trên video em quay những cái chi tiết vết trầy, chứ xem hình ảnh thì mọi người không có xem hết được đâu. Trầy xước như thế này. Phô của nó là gặp bao xoắn vọc và phô rất là dày luôn nhé. Thì cây này em sẽ bán với giá là 700. Dài 6m60 ISO khoen nhỏ nhé. Của Gamakatsu, nặng là 456g, chiều dài thu gọn là 104cm nha. Mã cần 16 giá 700.000. Mã 16 giá 700. Cây cuối cùng số 17. 17 đây mọi người, 17 là một cây của Alpha Tắc. Dòng này là một cây cần, mọi người câu máy điện, dòng cần cắm gốc nha. Khoen Fury chân cao. Đấy, khoen của nó này, cây này là được dòng khoen rất là fit luôn. Khoen Fury xích, dòng khoen chân cao như thế này nha. Của Alpha Tucker, cắm gốc. Dài 2m4, cần câu máy điện á, thích hợp cho khách. Cần câu máy điện, giọng khoen bát là Fury hết. Phần chu của nó này. Bát Fury tem vàng nha mọi người. Cắm gốc. Dài tổng thể là 2m40. Tất cả là khoen Fury hết nha. Đây, cái này là của Alpha Tucker. Ở cây này thì nó có cái bông tróc. Bông tróc cái phần ở đây một xíu. Hàng này của Korea nhé. Đây, Made in Korea này. Super, Slim, Super gì đây này. Nó bông tróc ở đây một xíu. Dài 2m4, khoen là khoen Fury xích. Khoen ok hết nha mọi người. Nó rất là nhiều khoen. Rất là nhiều khoen, không có khoen nào nứt hết nha. Ở trên đây, từ đây vị trí này lên là ở vị trí này lên là nó khoe một chân. Bu là bu Fury xích luôn. Nó có trầy nè. Đấy, nó có tróc cái sơn, trầy xước tróc sơn đây nè. Nó tróc sơn nhé mọi người. Ngọn là 1 ly 9.
một ly chính gồm có 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, 15 khoen. 15 khoen, tất cả là khoen Furisix hết nha. Dòng khoen của nó đây. Hàng của Alpha Tucker cắm gốc. Cái cây này á, thì tổng chiều dài 2m4 mà riêng cái phần ngọn này em đo luôn nhé, tại vì cũng nhiều khách đó hỏi á. Để em đo luôn, riêng cái phần ngọn á, là của nó có dài là 1m, cái dài 2m rồi nha mọi người. Ngọn của nó là dài 2m rồi. Còn lại là phần gốc. Tổng thể của nó đây, thì cây này giá là 1.200.000. Cân nặng là 386g, mã 17 nha. Giá 1.2 triệu. Rồi, em giới thiệu với mọi người tất cả là 17 mã cần và 3 cái túi công. Thì mọi người xem và có nhu cầu đặt hàng, vui lòng gọi giúp em vào số điện thoại là 0932455407 nha. Hoặc là nhắn tin vào Zalo giúp em để chốt đơn hàng. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người.